lên trước á. Đúng rồi, nói cái tính tiền xem nó có đúng không. Là thấy luôn đó. Là thấy luôn đó. Giúp anh nha. Anh lên. Công đức chưa rồi. Chứ thấy trời đèn màu lắm. Quanh Mai Thiên Lãnh. Chú là hàng xóm hay sao chú hả? À, tao cũng hàng xóm. Cái đường quanh như Mai Thiên Lãnh, thì quanh như đó là mà tôi vô đó thấy là đang chạy cái đống kia, tôi thấy là nó lên luôn. Được một cái ba cái hàng gì đâu. Dạ. Có nghe nói là thiêu hay là chôn hay đó? Chôn, chôn. Có. Nếu là nấy là tham quan thêm. À, có nghe. Thưa cô chú anh chị, nếu mà quý vị cần cái sản phẩm nước cốt nhau trị mất ngủ, đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, đau thần kinh, đỏ, các vấn đề liên quan tới đau nhức, nhức mỏi, hãy liên hệ với Kết Nối Thương nha quý vị. À, tiểu đường, dạ dày, tá tràng, đau bao tử nha quý vị. Ngoài ra trị nhiễm mỡ trong máu nha quý vị, gút nha quý vị. Nói là đâu có làm đám hả? Có. Ô chú ơi, chú hàng xóm á chú, tại vì cậu cháu vừa thấy là nghe nói là gia đình đó ở đợ ở vườn cao su đúng không ạ? Mướn đất ta ở đậu. Ở đậu chứ không phải là ở đậu. Không có nghĩa là không có đất. Cái nhà nhỏ nhỏ trống bằng lá tôn như vậy đó quý vị. Đó. Giống như cái nhà này nè. Đó. Rất tội nghiệp. Cha với mẹ con nhỏ này, có nghĩa là ông ngoại con nhỏ này á, 6 người con. Với mẹ cái người ổng đi là ông ngoại. Ông ngoại, ổng có 6 người con, nhỏ mẹ con nhỏ này chết mẹ là thứ tư. Nhỏ này là hai đứa con, hai đứa gái, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi. Tôi thấy cho nó vô nhà cho thấy hoàn cảnh nghèo quá đi, bỏ cái quan tài trong đó mà chặt luôn. Đúng cái rồi, nhà chặt luôn á. Nhà bưng đất đã đậu. Dạ. Không biết là có đủ chi phí để lo. Nói chung là tự bán hết, tự mạnh thường quân ủng hộ nhiều lắm. Dạ. Cái này chắc do buồn chuyện hay sao, chuyện gia đình. Cha chồng đi hôn rồi, năm mấy hai năm rồi. Dạ đúng rồi. Rồi chồng đi làm đâu thành phố chứ, rồi đứa con lớn á, đứa này nè, đứa chết nè, lỡ với ông nội. Rồi đứa con nhỏ là lỡ với nó. Rồi bữa đó nó dẫn lên nó chở đứa con đi chơi cái đi sắm đồ Tết, nó xin ông nội dẫn đi. Dạ. Dẫn đi xuống đó làm vậy đó. Trời ơi. Hai đứa con chăn lực một tội. Lâu theo con nhỏ. À ngon lớn, con nhỏ lớn, nhỏ lớn bây giờ tại sáng đây tôi kiếm trên đó không tôi kêu chắc con nhỏ đang ngủ, nhỏ 6 tuổi á, là lớn đang ngủ. Rủ đi nó kêu đi nó ngủ nó không chịu đi. Người ta mới bàn tính là ta kêu chắc nó không thích mẹ nó không có muốn lên đi với mẹ nó. Cho nên ai cũng cứ tính mình tính chứ không. Nhưng mà không ngờ nó trôi tới đây luôn. Tôi kiếm trên đó không. Vậy là con nhỏ đứa con lớn 6 tuổi là ở bên nhà nội. Ở nhà nội nè. À, rồi nó nuôi đứa bé là 4 tuổi. Là không là ông ngoại nuôi chứ không phải nó cũng nuôi nữa. À, là tính là không đi rồi. Bé lớn là tính là không đi rồi đó. Ơi. Ừ. Ném nó cho đi mẹ hắm đồ tết cho con á, nó nghe giật mình nó dậy nó đi luôn. Trời ơi đang ngủ hả? Ừ. Bây giờ tôi kêu kiếm không có nó, tôi kêu chắc nó không thích mẹ nó không chịu đi. Tại quán tính chứ không. Tôi cúng giấy quá trời nó luôn. Nghe chưa nó. Ừ. Cúng trái quá trời nó luôn. Đi, bà lo, tự nhiên nhỏ đang ngủ cũng lôi đầu đi cho nhảy xuống. Trời ơi, nhỏ này nó tự giận là nó có quán tính có sao đâu không hiểu. Là bữa đó nó đi là ông già nó giận biết nó đi bậy bạ rồi, ông già nó quánh cái xe hư cái xe không cho đi. Yeah. Mà không cờ quánh cái xe, quánh cái xe máy quánh làm sao anh bể về nó có gì đâu. Yeah. Lên xe anh đi mẹ nó mất. Ông lưu của sao tới nó lái nhìn trước. Chú thấy chị đó hiền không chú? Nhỏ đẹp gái hiền lắm chứ. Chị đó có bình thường không? Bình thường, nhỏ 4 tuổi đang làm sự nghiệp ấy Trà La với Cầu Khởi với mà. Rồi cuối cùng nhảy xuống không ai biết chuyện gì luôn. Nhà chắc không đi hồi 10 giờ rưỡi tới 11 giờ là nó đi. Trúc đó là bận đêm á. Đêm 11. À, 1 giờ là lúc đó là nó điện là nhắn tin đó là nó tốn chết rồi đó, là điện người ta là cái tá điện lại nó đổ chuông không, lúc đó nó nhảy mẹ vô rồi. Đổ chuông không. Tầng máy nó nhắn tin là nó sẽ đi luôn mà không gặp ai nữa đó. Cái kia đó. Rồi người ta điện lại nó đổ chuông không để điện thoại cái xe Honda đó. Ở cái ta điện báo công an tôi kiếm. Rồi bao lâu mới tìm được cái xác của chị chứ? Từ trưa ngày mai. Tới sáng, tới sáng, sáng. Tối 11 rồi tới sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ người ta 7 giờ sáng là kiếm nó ra. Rồi. Kiếm ra liền. Ra tới cái xe đó với điện thoại, dép rồi nó bỏ nó đó. Con bé nhỏ,
bé nhỏ cũng chết kẹp bên nó luôn. Bé nhỏ là chết kiếm một chiều hôm qua, chiều hôm qua là 3 giờ mấy mới kiếm ra được. Rồi, bây giờ nó trước khi nó chết là cái tay nó còn vậy nè, chắc nó bị chết nó vuột cái tay ra. Chắc nghĩa vuột nó ra để con ra sao đó, là cái tay nó quýu vậy nè. Chắc là ôm hai đứa nhảy xuống luôn. Tội bé 6 tuổi. Đứa 6 tuổi thằng 1, đứa 4 tuổi đó. Nó cứ dí theo coi, coi thải không. Là anh thấy hai cái giò nữa rồi, rồi bắt đầu nó mới nhảy xuống nó dớt lên liền. Mà nó nhanh còn hơn ta đi bộ nữa. Vì cái mặt nước ở trên nó lượn lội dưới dưới nó đi mạnh lắm. Dạ. Thấy nó từ từ vậy nó thấy khỏi. Trời đi mấy cây số luôn á. Từ cầu K13 về đây là xa hơn con chục cây lận. Mà nó đi giỏi vậy chứ. Từ cầu K3 về đây là khoảng một chục cây. Sao nghe người ta nói là người ta làm rào gì đó mà cũng cho đi qua luôn á. Nghe nói đây là gần nhà đây ha. Đúng rồi, cái đường này đi về nhà nó ra tới đầu cầu ngoại quẹo kể lên rồi đi về nhà. Chắc phải nhìn nó đi về. Nên nó đi rất là nhanh. Nếu mà cầu K3 bị lý do là cầu K3 nó dở bệnh, bệnh nó đang chạy. Cho nên nó kiểu nó hầu nó nhảy bắt đầu nó nhỏ nó trong nước nó dạt nó trâu vô cái cuốn rồi cái lo vớt mẹ con gà. Dạ dạ. Cuốn con cuốn qua khỏi cái bực bệnh cái vật cản của cái bẩn cầu K3 đó. Nó cuộn qua đây luôn rồi mình đâu biết đâu. Nước cái khúc đó rất là lớn. Rất là mạnh, bị ra cái đó nó có cái vật có cái bẩn. Khi cái bẩn bị cái bẩn nước mặt trên mặt dưới nó cách nhau khoảng 1 mét nước lận. Cho nên là khi mà cái bẩn nó đang chạy thì trong thời gian nó nhảy cách cái cầu đó đâu có xa đâu, khoảng chừng 100 mét, không tới 100 mét. Rồi trong thời gian mà đó thì lo vớt mẹ thì con đang buông tay thì cuốn vô đó chứ chạy đâu. Lời cô chú đây là chắc là bé đi rất là nhanh để tranh thủ về nhà đó, đúng cho kịp giờ đó. Ngày hôm nay là ngày chôn đó. Ngày hôm nay ngày chôn đó. Tranh thủ về nhà đó. Đó là không có chôn được vì biết sao chắc cũng phải chờ nó vớt nó chứ lẽ ra như ngày đi 14 là như mẹ đó hồi đó là 11 giờ mấy. Vớt được nó hồi 2 giờ mấy. Vớt hồi 2 giờ mấy rồi nhỏ con vớt ngày qua là nhỏ con nhỏ là vớt hôm qua hồi đó khoảng 12 giờ. Tính ra cũng rất là tội. Mà trong cái chỗ nó giải phải nó nhảy gần cầu thì khả năng là nó không có có người ta cứu được. Bữa này nó nhảy nó cách cái đầu cầu đó nó cách là đẳng nó cả 100 mét đẳng cho nên là cái độ tối cũng ngay cầu nó có đèn còn nó bó đâu có đèn. Ngay chỗ cái cửa của thiên đường á, ngay chỗ đó là nó nhảy trong đó mà hỏi chứ cái gì còn. Nước cái bực cái mực nước nó nằm mấy trên cái bực nó là nó cao hơn này là 1 mét. Nước cuốn dữ lắm. Yeah. Nhảy xuống rồi biết bơi vậy? Nhảy xuống đó là nó cuốn là không có biết mà không có chết mà nó đâu có dám nhảy. Không có thằng kia nó lớn là mấy năm trước mà có thằng kia nó lớn mà nó lớn rồi mà nó nhảy xuống nó còn quanh lên không được mà sát cả cột. Ở trên nó cuốn dựng hết bình thường nhưng mà nó nằm sâu xuống khoảng chừng 5-6 mét nước mà cuốn không nhất. Bên đó nó khỏe mạnh dữ lắm. Con nghe nói dưới nó rồng rêu tùm dữ lắm. Chỗ đó không có rồng, chỗ đó là nó chỉ có là lục bình nó nổ trên cứ lâu lâu cô bé nó móc sóng á nè, cho nên dưới nó cuốn vậy lắm không có nước rong riêu không có chịu nổi đâu bởi vì nước nó chảy mạnh xiết lắm. Cái câu chuyện này nghe thật sự là rất là thương. Đây mọi người, đây là cái dòng kênh nước chảy mọi người, hãy đục vớt bé ngay đây. Nước xanh reo đúng mọi người. Tôi tội nghiệp cô gặp đây không? Cô đây, chạy cô đây luôn. À. Đây quý vị, rất là tội nghiệp quý vị ơi. Cái đoạn đầu video quý vị cũng trâu, quý vị xem cái lúc mà bé trâu chứ. Rất là tội nghiệp, nhà rất là nghèo. À. À, nó bỏ nó chạy hả? Nghe nói là nhỏ này chạy, là nhỏ bởi tuổi này nhỏ này chạy nè. Nó kiểu nó sợ á. Nó nghe mẹ nó nói nó mẹ nó kêu nó sợ á. Kiểu nó sợ nó chạy. Nghe mấy người nghĩ là con nó chạy nhưng mà con nhỏ mẹ dí theo. Nghe nói nhỏ mẹ là nó dí theo nó ôm luôn. Ôm nhảy luôn. Là ở trong thiên đường là hai. Có nghĩa là cái cổng của nhà trọ thiên đường nó cách ra. Là bên cầu K13 đúng không? Mấy trên cầu K13 luôn. Là nó có cái cổng thiên đường là cái nhà trọ nó có cái cầu vô nhà nè. Nhưng mà trong khi đó kiểu thấy lao nhau ngoài này rồi người ta mới kiểu trong nhà trọ tập thức á. Nghe nó thấy dí nhỏ nó mà dí nhỏ lại nhỏ lớn này nè rồi nhảy xuống đó là người dân biết liền luôn á. Người ta biết liền là dân ngay nhảy xuống ta mới la lên. Trời ơi la... về mà cứu không kịp hay chứ cứu không nhỏ mẹ rồi nhảy xuống rồi trong vòng một phút rồi nước nó lạnh rồi chúng chết quá phút rồi điêu tiêu rồi vì nước nó cuốn quá nước nhảy quá là đâu hướng gì đó đâu có bà con đâu quen biết ai đâu cứu đường nhỏ mẹ đem lên trển là chết queo luôn mà tính đem luôn còn ăn cứu gì nữa đi về vậy là vừa nhảy xuống là cứu được nhỏ mẹ hả?
cứu không có nhà hậu mua một giờ mấy mà tới 2 giờ mới cứu được. Nhưng mà có nghĩa là khi vớt mẹ lên kiểu chở lên cấp cứu vậy thôi chứ kiểu nó còn dịu nó chưa có mềm á, đem lên coi sao chứ dễ gì mà chứ sống nào. Thì bây giờ video cũng đã dài rồi, vì sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho quý vị xem về câu chuyện của gia đình rất là tội nghiệp của quý vị ạ. Nhà rất là nghèo. Thì bây giờ hẹn cô chú anh chị và quý vị vào video tiếp theo của quý vị nhé.